Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của bà ngoại ha có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép hàng cho Tết năm 2023 của chú anh chị ha. Thì vườn bà ngoại hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây ghép tàn thông của chú anh chị ha, giống cúc hoa hồng thanh tú nè, giỏ bạch kim, cúc thọ hương, cúc 150 cánh, cúc quý phi. Đó. Thì cũng rất là nhiều giống cô chú anh chị ha, giỏ từ xoắn rồi đó cô chú anh chị ha. Mình có nhu cầu cây nào thì mình liên hệ số điện thoại dùm cho bên vườn cô chú anh chị nha. Và không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu ha. Dạ con ngoại ơi. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị em của mình gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng Bến Tre và cũng có các loại giống mới, cũng nhiều loại giống mới lắm. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ dùm rất là mang ơn nhiều nha. Dạ rồi, mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ngoại ha. Ừ. Rồi, ngày hôm nay mình vô cây mã số 1V đi ha, 1V. Ừ. Rồi, 1V là một cây cúc hoa hồng thanh tú của chú anh chị nha. Cây này tàn khá tròn đều của chú anh chị, hàng đã vô dây chỉnh sửa ha. Mảnh này mình mua về mình chỉ cho Tết thôi cô chú anh chị nha. Rồi, ngoại đó không sớm một con ha, cây mã số 1V nha. Cái này ghép phong mai tàn của chú anh chị ha. Ngược bè. Rồi đúng rồi, bè mé màu này nè, nhiều màu nè. Ừ. Rồi. Cũng dây này lạ không biết. Ủa cái này kéo vô tới đây hả? Dạ. Đây đó, rồi hoành 10. Hoành 13. Rồi hoành là 13 ha cô chú anh chị ha. Hoành được 13. Nụ rất là nhiều của chú anh chị nha. Nụ rất là nhiều nha. Chiều cao là được 93. Rồi. Tán ngang là được 84. Dạ rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua cái này cũng nhờ thương mà ủng hộ cho nhà vườn cái này là 800 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha ngoại. Cá nhân cô chú và quý anh chị mình rẻ quá thôi. Rồi, tiếp theo cây mã số 2V của chú anh chị ha, là một cây giảo bạch kim nha cô chú anh chị. Cái này tàn cũng khá là cô chú anh chị ha. Lá cẩm thạch bông vàng của chú anh chị, bông 8-12 cánh của chú anh chị nha. Nó lá cẩm thạch như thế này đọt hồng nha cô chú anh chị, đọt non lên thế là đọt hồng nha. Bông vàng cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi, cái này thì nói chung là nụ nó cũng lên giống như phú tâm cô chú anh chị ha, nụ nhỏ nhưng mà lên bông thì nở rất là đạt nha. Rồi, ngoại cho xin thông số nha. Cây này hoành được 16. Rồi, cái củ cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Chiều cao là được 83. Tán ngang là được 84. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này đúng lẽ ra là 700, nhưng hôm nay thôi cũng giảm bớt cho cô chú và quý anh chị mình 50 đi. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cây này 750 thôi. Ôi, 750. 650. Là 700 bớt 50 thì lên 750. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 3V nha cô chú anh chị mình. Dạ, 3V là một cây cúc thọ hương nha. Dạ rồi, cái này tàn cũng khá là ok nè cô chú anh chị mình ơi. Đó, cái hàng này nút nụ là cũng ngon lành nha. Đó, hàng nút nụ là cũng ngon lành cô chú anh chị nha. Đó, nút nụ rất là nhiều nha. Củ đế nè cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn giùm con nha ngoại. Cây này hoành được 16. Nụ rất là to luôn, nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nè, nó nụ rất là nhiều nha. Chiều cao là được 113. Rồi. Tán ngang là được 82. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ cho cây này là 700 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây ha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 4V của chú anh chị mình, một cây thọ hương ha. Ừ. Cái này tàn cũng khá là ok nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, nốt nụ cũng khá là nhiều cô chú anh chị ha. Rồi, hàng già mùa mà. Rồi, cho xin con xin thông số luôn ngoại, đâu không sớm con nha. Cây này hoành được 16. Rồi, rất là nhiều luôn cô chú anh chị nha. Nè, nụ nhỏ nhỏ, nụ kim kim rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 102. Rồi. Tán ngang là được 80. Rồi.
Thì cây này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cái tàn nó cũng là đẹp ha, cầm nhánh nó rất là nhiều. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 750 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 5V nha cô chú anh chị mình. 5V là một cái cúc thọ hương nữa ha. Cây này tàn cũng khá là tròn đều nè cô chú anh chị, ấm tàn ha. Đa phần những cây này tàn vô dây chỉnh sửa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nếu mà thả ra thì nó cũng hơi xấu rồi cô chú anh chị mình, nó là hơi lúc mà thả tàn á, cô chú anh chị mình nói cây rất là xấu. Nó nên là bây giờ em bên vườn đã thuê thợ ha để mà lên vô dây hết cho cô chú anh chị mình để cô chú anh chị mình thấy cây đẹp hơn ha. Rồi, cái này là nguyên cái củ đế rất rất là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Nè, vô dây rồi nó cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Đó, cái này nè, lúc mà không vô dây á mình nhìn nó xề xòa nó không được đẹp cô chú anh chị ha. Đó, bây giờ vô dây rồi nhìn cây rất là đẹp cô chú anh chị nha. Đó, cây tàn đều đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm con ngoại ơi. Rồi, để đó. Cái nữ hoành được 14. Rồi, nụ rất rất là nhiều cô chú anh chị nha. Nè, hàng nụ rất là ngon lành, hàng chơi Tết bảo đảm cho cô chú anh chị mình. Chiều cao là được 91. Rồi. Tán ngang là được 76. Rồi, cái này mình giao luôn các bạn. Thì cái này cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cành thấy đồ đầy đủ rồi chứ gì. Thì nhà vườn cũng kêu người ta làm uống đồ sẵn hết trơn rồi. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cái này là 750 thôi. Dạ rồi, về cây. Khỏi sửa khỏi gì nữa hết. Rồi, tiếp theo cây mã số 6V ha. Một cây thọ hương nữa cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này tàn cũng khá là ok nha cô chú anh chị, nút nụ cũng rất rất là nhiều luôn cô chú anh chị nha. Nè, nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Rồi. Nụ nè, nó rất là nhiều luôn cô chú anh chị nha. Nguyên cái củ nè cô chú anh chị mình dầm giùm em nha. Rồi, đã không sớm giùm con đi ngoài. Cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là được 120. Dạ. Tán ngang là được 86. Dạ, cái này mình giao luôn nha ngoại. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà xem qua ủng hộ cho cái này là 750 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 7V nha cô chú anh chị mình. 7V là một cái cúc hoa hồng thanh tú nha. Dạ, cúc hoa hồng thanh tú, cái này tàn cũng khá là cô chú anh chị ha. Cái này thì mình không có ghép chi nha. Cái này mình đóng vô thân cô chú anh chị ha. Nụ nè, cô chú anh chị mình dòm giùm em nha. Nụ rất rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nụ nhiều lắm nha. Rồi, củ đế nè. Rồi, ngoài đó không sớm không con hay ngoài. Cây này hoành được 15,5. Rồi. Chiều cao là được 93. Rồi. Tán ngang là được 81. Rồi, cái này mình giao lưu nha ngoại. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ giùm cây này là 600 nhưng thôi cũng bớt 100 đi. Rồi nhờ cô chú và quý anh chị mình ủng hộ cho 500 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 8B là một cây thọ hương ha cô chú anh chị. Cây này tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hàng vô dây rồi tàn cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị mình ơi. Đó. Cái củ đế nè cô chú anh chị mình dòm giùm em nha. Hàng củ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Củ đế ha, ngon lành ha, nút nụ đồ ngon lành cô chú anh chị. Dạ rồi. Ngoài đó không sớm con nha. Cây này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là được 97. Rồi. Tán ngang là được 81. Rồi. Thì cây này rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là 750 thôi. Dạ rồi, mình đổi cây nha. À. Dạ rồi, tiếp theo cây mã số 9V. 9V là một cây cúc quý phi nha cô chú anh chị.
Dạ Hàn Quốc quý phi ha. Cái này nút nụ ngon lành cô chú anh chị nha, nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ. Nụ rất rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nguyên cái củ nè cô chú anh chị mình dầm giùm em nha. Dạ. Rồi, ngoài đó không sớm con nha. Cây này hoành được 16. Rồi, nụ rất là nhiều nha. Chiều cao là được 89. Rồi, quý phi bông chùm nha cô chú anh chị nào thích bông chùm thì mình nên mua loại này nha. Nó nở đồng loạt cô chú anh chị nha. Thẳng ngang thì được 81. Rồi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua thì thấy cây này cành đồ cũng đẹp lắm cô chú và quý anh chị mình. Thì cây này thì đúng ra là 700 mà thôi cũng giảm bớt cho cô chú và quý anh chị mình 50 đi. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho cây này là 650 thôi. Dạ rồi, đổi cây. Dạ rồi, tiếp theo cây mã số 10V cũng là cây cuối clip bà ngoại giao lưu ngày hôm nay cô chú anh chị mình nha. Là một cây cúc 150 cánh ha. Rồi. Rồi ngoài đó không sớm con nha. Cây này hoành được 14,5. Rồi cúc 150 ha, có nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 122. Rồi. Tán ngang là 94. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này thì đúng ra là cây này nó rất đẹp nhưng cô chú và quý anh chị mình theo cây này là 1 triệu. Nhưng hôm nay là cũng giảm bớt cho cô chú và quý anh chị mình 100 nhờ thương mà ủng hộ cho 900 thôi. Dạ rồi, 900 ngàn ba phí vận chuyển ha. Cây này cây cuối clip ngoại chào hết giùm con nha ngoại. Thì cái này cũng là cây cuối clip thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị em mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và dạng sự dư ý mà ngăn phát tài mua may bán đắt nha. Sau rồi. Đó cũng chúc cho gia đình được dồi dào hạnh phúc. Dạ rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho kênh cũng như là bà ngoại. Dạ thì rất mong luôn luôn nhận được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị mình. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo.